Đây là viên kim cương trị giá cả ngàn tỷ đồng, nhưng khi siêu trộm Miles vừa mới nhặt lên bất ngờ liền bị cảnh sát bao vây chật cứng. Biết là không thể thoát được lần này, con vợ trước tiên kích hoạt hệ thống báo cháy, sau đó lợi dụng làn khói để phá vòng vây. Miles theo sợi dây trượt sang tòa nhà xây đối diện, vội vàng nhét viên kim cương vào ống thông gió đang thi công. Sau đó chủ động ra đầu thú với cảnh sát để nhằm giảm án. Trước khi bị áp giải đi, anh cố nhớ tầng số 3 trên đường ống thông gió. Bởi vì không có chứng cứ xác thực nên Miles chỉ bị giam 2 năm. Khi ra tù Miles vui sướng lắm, đi lấy xong viên kim cương là thành tỷ phú rồi. Nhưng vừa mới ra tù thì chân lại dám vào hố, rõ ràng không phải là một điểm báo tốt. Quả nhiên khi đi đến tòa nhà năm đó giờ đã biến thành đồn cảnh sát rồi. Điều này khiến Miles vô cùng chán nản. Xâm nhập vào đây lấy viên kim cương đúng là bất khả thi. Thấy shipper đến giao hàng, Miles vui sướng nghĩ ra một cách. Con vợ lập tức kiếm một hàm răng hở để cải trang đường đường chính chính vào đồn cảnh sát. Miles yêu cầu cho lên tầng 3 giao bánh pizza. Ai ngờ bảo vệ nói muốn lên tầng 3 thì chỉ có hai cách: một là tội phạm bị còng tay, hai là làm cảnh sát. Miles vừa mới ra tù xem ra chỉ có thể phương án 2. Vừa hay có một cảnh sát thực tập lóng ngóng quẹt thẻ, Miles vội vàng nhờ anh ta đưa bánh giúp mình lên trên tầng 3, nhờ vậy thuận lợi trộm được cái thẻ. Sau đó Miles tìm tới chú họ của mình, bảo ông làm giả cho mình giấy tờ cảnh sát, hơn nữa hồ sơ phải ghi nhiều thành tích nhất có thể. Buổi tối Miles ở nhà điên cuồng xem phim tội phạm, học hỏi các câu chuyện để mai có thể đến chém gió. Rất nhanh hồ sơ thành tích và giấy tờ giả đã được làm xong. Hôm sau Miles hào hứng tới cục cảnh sát để làm việc, ai ngờ thang máy mở ra bên trong toàn là cảnh sát. Bản tính tội phạm khiến Miles có chút sượng sùng. Thấy cảnh sát bên cạnh khoanh tay, Miles cũng khoanh tay học theo, còn tỏ vẻ mặt ngầu đét, thuận lợi đi lên tầng 3 mà chưa bị ai nghi ngờ gì. Miles vội vàng đi tìm kiếm ống thông gió, ai dè khu vực này đã là nhà vệ sinh nữ. Khi Miles chuẩn bị cậy cửa đúng lúc này, một phạm nhân bỏ trốn cũng chạy vào đây. Để không bị bại lộ, Miles liền đạp một cái cho tên phạm nhân ngất đi. Đợi khi cảnh sát thật đi tới, Miles chém gió tội phạm muốn trốn qua ống thông gió nhưng bị tôi bắt lại. Vậy cậu là ai? Tôi đương nhiên là cảnh sát mới được điều tới. Trùng hợp là cục trưởng cũng đang thiếu người, đang cần nhân lực nên không có nghi ngờ gì cả. Hơn nữa nhận thấy hồ sơ của Miles giỏi giang như vậy, cục trưởng lập tức vào Miles kèm cặp cho cảnh sát thực tập David. David không khỏi hứng khởi khi được đi cùng một người giỏi như Miles. Ngay lập tức anh ta dẫn Miles đến nơi có báo án. Vừa hay vụ án xảy ra là một vụ trộm, thế là kinh nghiệm nhiều năm trộm cắp của Miles trở nên có ích. Ông chủ nói tối qua để 10 cái bánh xe ở đây, đến sáng hôm nay thì không thấy đâu nữa, tên trộm có lẽ đã đập vỡ cửa sổ để lấy đồ. Nhưng Miles lại không nghĩ như vậy, tôi chắc chắn sẽ không đi vào từ đó, tôi sẽ đi vào từ trần nhà rồi phá hủy hệ thống báo động từ trên cao. Sau đó lái xe tải vào và trộm bánh xe đi hết. Vừa hay theo hướng Miles nhìn đã thấy một chiếc xe tải. Miles chỉ cần dùng một cái tăm đã có thể mở được khóa ra. Vậy là ông già này đã tự ăn trộm của mình rồi báo cảnh sát. Miles ngày đầu tiên đi làm đã dễ dàng phá được một vụ án, nhưng vì cùng là trộm cắp nên Miles tha thứ cho ông ta. Thấy Miles nhân từ thu phục lòng người, cảnh sát David đúng là phục Miles đến sát đất, còn chủ động đem chìa khóa cho Miles lái xe. Miles cũng không khách sáo phóng xe đi như ăn cướp, David sợ đến vãi đái cả ra quấn mất rồi. Cuối cùng cũng có ngày chạy xe quá tốc độ mà không bị phạt, vậy thì phải làm thêm vài vòng nữa mới đã. Khi đi qua một cửa hàng tiện lợi, Miles vào trong muốn mua một ít đồ, ai ngờ lại có cướp. Hai bên đấu súng điên cuồng nhưng Miles cứ mặc kệ, ngồi xuống ăn bim bim. Tuy nhiên David ở ngoài không ngừng la hét, hết cách anh chỉ đành rút súng khống chế tên cướp này. Ai ngờ tên cướp lại chính là em trai của Miles. Đúng lúc này cảnh sát David xông vào, nam chính chỉ đánh giả vờ chặn đường cho em trai chạy trước, không ngờ tên ngốc lại chạy thẳng vào một ngõ cụt. Em trai hết đường vội trốn trong thùng rác. Thấy cảnh sát chặn đầu, em trai không ngừng gọi tên thật của Miles cầu cứu, khiến cho mấy cảnh sát cạnh Miles đều bối rối. Thấy tên cướp bắn trả viên thanh tra đề nghị gọi bắn tỉa tới yểm trợ. Thấy vậy Miles lập tức bước lên giả vờ thương lượng. Sau một hồi khuyên bảo, em trai tao đang giả vờ làm cảnh sát, cuối cùng chốt giá 5.000 đô. Để thuyết phục em trai đầu hàng, em màn bắt giữ này lại càng khiến David kinh ngạc hơn. Trở về đồn, David không ngừng ca tụng Miles như một anh hùng. Cục trưởng đương nhiên tin rằng đây đều là sự thật, thậm chí còn thăng chức cho anh trở thành đội trưởng phân khu. Nhưng Miles đâu hề quan tâm đến mấy thứ này. Tối đó Miles lẻn lên ống thông gió tìm đến vị trí của viên kim cương. Ai ngờ viên kim cương đã mất không còn tung tích. Đồng nghiệp nói trước đây đường ống thông gió bị tràn nước, Miles hiểu có lẽ viên kim cương đã bị cuốn đi. Anh lập tức gắn máy quay vào ô tô đồ chơi cho tìm trong đường cống. Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng Miles thấy nó bên trên ống thông gió trong phòng vật chứng. Khi anh đang nghĩ cách làm thế nào để lấy được, đúng lúc này cục trưởng báo có án nghiêm trọng cần Miles đến sân bay điều tra gấp. Không còn cách nào khác, Miles buộc phải làm cảnh sát lần nữa. Ai ngờ khi đến hiện trường, FBI đã toàn quyền xử lý. Vụ án lần này bọn trộm lấy đi rất nhiều đồ cổ ở bảo tàng nhưng lại đập vỡ. Với kinh nghiệm trộm cắp của Miles lập tức hiểu ra vấn đề. Nhưng FBI sợ bị cướp công nên đuổi Miles đi, nam chính tức giận liền rời khỏi đó. Trên đường Miles nói bọn FBI này chẳng hiểu gì cả. Đây không phải vụ trộm đồ cổ mà là một vụ buôn lậu Mai Thúy. Bọn trộm đập vỡ hết đồ cổ để cảnh sát bị thu hút vào. Trên thực tế thì Mai Thúy đã sớm được vận chuyển bằng con đường khác.
Đồng nghiệp tò mò hỏi sao Miles biết chuyện đó. Miles đành nói dối mình từng tiếp nhận vụ như thế này rồi. Nếu là tôi thì tôi cũng làm thế. Nghe thấy vậy David lập tức gọi cứu trợ trên không. Dưới sự giúp đỡ của trực thăng bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra một chiếc xe bất thường. David lập tức tăng tốc đuổi theo. Nhân lúc chiếc xe khả nghi đang dừng đèn đỏ, ba người mở thùng xe quả nhiên có hai tên buôn ma túy bên trong. Cứ như thế Miles sử dụng tư duy tội phạm của mình để xử lý một vụ án lớn khác. Cục trưởng vô cùng vui khi có Miles trong đội của mình. Miles nhân cơ hội đó xin vào làm phòng bằng chứng để lấy viên kim cương. Ai ngờ cục trưởng lại nói rằng anh phải đi thẩm vấn tội phạm, nếu như có thể khiến hắn mở miệng thì sẽ được tự ý ra vào phòng vật chứng. Miles rất bực bội vì việc gì cũng để tay mình, thế là con vợ chút hết sự tức giận lên tội phạm, hành hạ tên kia bằng rất nhiều món đòn khiến cho đồng nghiệp nhìn mà đã hết cả con mắt. Cậu đã từng thấy ai ghê gớm thế này chưa? Chắc là huấn luyện của lực lượng đặc biệt ạ. Tội phạm bị tra tấn đến mức khai ra hết mọi việc, nhờ vậy Miles thuận lợi được vào trong phòng chứng cứ. Đống mai thúy được tịch thu được đặt dưới ống thông gió. Miles đứng lên đống mai thúy dễ dàng lấy được viên kim cương. Con vợ vui sướng không thể tả nổi. Đúng lúc này cục trưởng đi vào khiến Miles giật mình rơi viên kim cương xuống đống mai thúy. Hóa ra FBI lại đến để vận chuyển đống mai thúy này đi. Miles muốn moi viên kim cương ra nhưng không kịp, chỉ đành cay đắng nhìn viên kim cương bị đưa đi. Không chịu thành quả của mình bị biến mất, Miles vội đề xuất sử dụng đống mai thúy này làm mồi nhử để bắt tên trùm phía sau. Cục trưởng FBI đề nghị Miles trực tiếp giả làm tội phạm để đi giao dịch. Miles đương nhiên đành phải đồng ý, cứ như thế Miles giờ lại làm tội phạm. Nhưng anh không biết có người đã nhắm đến mình, hắn là Henry, từng là đồng bọn của Miles. Năm đó khi Miles cùng đồng đội đi trộm viên kim cương, hắn ta vì muốn chiếm hết nên đã bắn đồng đội rơi chúng vào xe cảnh sát, vì thế mới thu hút sự chú ý. Hắn năm đó cũng thanh toán Miles để chiếm viên kim cương nhưng bất thành. Lúc này Miles đã tới địa điểm giao dịch mai thúy, nhân lúc đối phương chưa đến anh vội liền vào thùng xe lấy kim cương. Ai ngờ mới lấy được thì Henry đã cầm súng khống chế, hắn lập tức giành lấy viên kim cương. Nhưng lúc hắn sắp bắn Miles thì đột nhiên xe tải bị nhấc bổng, thì ra là bọn buôn mai thúy cẩu cả chiếc xe vào trong nhà kho để tiện giao dịch, bọn chúng khống chế và lấy đi súng của Henry. Lúc này Henry lại phản bội lần nữa, hắn nói với ông chủ Miles chính là cảnh sát phái tới. Miles nói mình không phải, tuy nhiên ông chủ muốn Miles bắn Henry để chứng tỏ, Miles đành phải bắn vào tay Henry. Ai ngờ ông chủ lại nhét thêm một viên đạn nữa, hắn ép Miles phải bắn chết Henry để chứng tỏ mình không phải cảnh sát. Miles do dự vì bắn Henry sẽ phạm tội giết người, mà không bắn thì cả hai cũng phải bỏ mạng. Cũng may lúc này cảnh sát kịp thời xông vào. Tất cả mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy, Miles đuổi theo Henry đòi lại viên kim cương. Đúng lúc này cảnh sát David gặp nguy hiểm, Miles đành bỏ qua viên kim cương để cứu David khỏi một mạng. Nhưng vì sự chậm trễ này mà Henry đã lái xe bỏ đi. Miles thấy vậy vội vã đuổi theo chiếc xe bằng được. Đợi khi anh trèo vào được trong xe thì Henry đã lái xe gần đến biên giới Mexico. Nếu để hắn vượt qua thì cảnh sát Mỹ không có quyền bắn hắn. Mặc cho cảnh sát giải đinh, Henry vẫn mặc kệ phóng qua. Thấy Henry sắp vượt qua biên giới, Miles không còn cách nào khác chỉ đành nhảy xuống xe. Những chiếc xe cảnh sát đi theo phía sau đều dừng lại. Miles giục FBI đuổi theo nhưng chúng ta không có quyền vượt qua ranh giới hai nước. Nghe đến đây Miles thật sự bực mình. Con vợ cứ vậy lấy một chiếc xe xông qua biên giới. Vì xe của Henry đã xẹp lốp nên Miles dễ dàng đuổi theo. Anh muốn bắn Henry nhưng trong súng chỉ còn một viên đạn. Thế là Miles lấy súng pháo sáng ở trong xe, sau đó bắn qua lỗ xuyên vào khoang lái xe của hắn. Khói bốc mù mịt khiến Henry không nhìn thấy gì. Miles lao lên trước phanh xe lại khiến xe Henry lộn vài vòng. Henry bò từ trong xe ra, hai người lại đối đầu. Miles nói bây giờ cậu chỉ có hai con đường, một là trả lại viên kim cương rồi tôi sẽ thả cậu, hai là chờ cảnh sát đến bắt cậu đi. Cục trưởng từ xa quan sát cứ nghĩ Miles là bậc thầy đàm phán. Phía bên này Henry thật sự đã hết sự lựa chọn, hơn nữa lại thấy cảnh sát của Mexico sắp đến nơi. Miles nắm bắt cơ hội đá cho anh ta một cái, sau đó còng tay anh ta lên xe rồi lấy viên kim cương đi. Henry rút súng định bắn nhưng Miles đã nhanh hơn một bước, hóa ra tất cả đều đã nằm trong dự định của Miles. Đồng đội cảm thấy Miles đúng là ngầu đét. Như thế không những Miles danh chính ngôn thuận báo thù, mà còn không ai có thể biết được bí mật về viên kim cương. Đúng là một mũi tên đã trúng hai đích. Nhưng có điều khiến Miles không ngờ tới là David đột nhiên chạy đến, nói rằng sớm đã biết Miles giả làm cảnh sát để lấy viên kim cương. Miles hoảng sợ tưởng lần này khó mà thoát tội, ai ngờ David lại nói tiếc rằng tôi không có thẩm quyền, bởi vì anh đã vượt qua biên giới nước Mỹ. Ngay lập tức Miles trở nên vui mừng, có lẽ tôi rất thích cái thứ gọi là lạm quyền này. Hai người tâm đầu ý hợp bắt tay nhau tạm biệt. Miles cầm viên kim cương ngàn tỷ chạy về phía Mexico, từ đó sống một cuộc sống không biết xấu hổ là gì. Phim tới đây là hết, có thương mình thì cho mình một like, một đăng ký và để lại bình luận tích cực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.